Đây là các bộ đồ chơi gồm cái mặt nạ Iron Man và bàn tay có đèn. Rồi khi mà bé nó đeo vô đây, nó bóp xuống. Đó, bây giờ đang chế độ on ha. Ở giữa là chế độ try me, rồi nó bằng cái chất liệu như là cao su silicon gì đó. Sử dụng là một viên pin tiểu 3A, hộp pin của nó nằm đây. Bên đây thì chỉ là hình thôi nha, nó không có dùng pin gì bên đây hết. Rồi cái phần mặt nạ của nó đây. Rồi, mặt nạ nó có đó, phần đóng mở gương mặt, mở lên, đóng xuống. Rồi, và nó là hàng thương hiệu Hasbro của Mỹ.